Là 1944 à? Hôm nay được 81 rồi. Bằng tuổi ông Trọng gì á? Đàm Trấn Quyết. Đàm Trấn Quyết sinh năm 1972. Nó là thứ mấy? Thứ hai. Thế là được 53 tuổi. Nguyễn Thị Thanh 1976. Rắn. Rồng. Con đầu tiên. Tên là gì nhỉ? Đàm Thị Thu Trang. 2001. Đàm Minh Dũng 2006. Chúa. Hay nó 2016 à? Thằng đấy 2006 hay 16? 2006. À 2006. Thằng đấy mà đã 2006 á? Vâng, năm nay thi đại học đây. Ồ nhỉ. Thế em bảo nó bao nhiêu tuổi? 17 tuổi. Sao mới có 17 tuổi? 19 tuổi rồi. Nó bằng tuổi hơn. 19 tuổi rồi. Ơ. 2006. Bây giờ 2024 rồi, con được 19 tuổi, con được 19 rồi, em còn 17 mãi còn bé thế. Chả trách lớn đùng. Nó bằng tân nhà con kia 2001. Là đứa 24. 25 tí nhỉ. 24. 2000 mới được 25, 2001 là 24. Thế đây là vẫn là khu gì nhỉ? Khu An Ninh. Khi chuyển khu. Bà con số bà cứ ở đây. Bắt đưa đêm đi bà. Ở trên 5 chén nhỉ? Chết thôi, vậy cứ bảo con còn bé lắm. Con tôi 19 tuổi rồi vẫn còn bé lắm. Khói đi nha, hôm nay khói đi nha. Bà quay nó có chưa? Quay hù lên cái đấy. Nó hút khói trên cái này. Hồi ở kia nó cũng hút vào đấy này. Chạy ra ngoài nó hết thức khói lại chạy vào. Không phải một mình của tôi hả? Xem mà còn nhiều chuối không coi. Chuối còn nhiều. Ừ. Còn nhiều múc cho mỗi bà một bát đi. Nhưng mà đi hả? Chuối xưa ăn hết chuối à? Xương các bà lấy mang về ăn được không? Khói quá. Khói lòi mặt.
quan tắc tường thủy ngân như tham trang đàn quan cây sắc bên lòng thử bê cân cái cưng bên nào càng nam phê ký phê ký thân đơn bốc mù và phê cân cần đơn nhà mù cung phê lòng bay bay liều lết tư lòng phê thử nam vàng phê cung cưng ngạo quang nam on on chứng áp bần ngon khai thử mây. Lúc nãy mà không bật cái quạt trên thì là nó không khó như này đâu. Bay phen quê sử lại bài điều chấp tình ba cầu khá cha ra cưng phần vụ châm nã phép giặc kinh cầu ngã mang cưng kỳ nà ba văn dài ba lùng nằm dài khâu lùng nằm bên rừng và dài ba lùng nà bên rừng bốc bên rừng tăng bên bốc phụ cha bên rừng tăng bên và phụ phép giao kinh tật tu xếp con thừng vì nó lo tu chớ cưng sống sao từng bộ lọt lãng phí phàm từng ngày bồ mi lâu tam tình ngài tên là bồ mi lâu tam bi xa vàng bồ mi biết trang đình sẽ mi tam bình bình nào trên bên trang kiểu trang kinh dựng cha vai bên sung bên sau khai đôi nam bản sau quăng đôi mốc mà cả cây nhà kinh sao tăng bạc quan cây nhà sinh cha con sao vi sao lòng đơn cha tăng man bộc lộ tham nàng cha chung ăn nương lục ân nàng cha tăng lục ân mì hương nàng cha chung con nam mì tu lên na họ tu cha cát kính họ đàm cha họ nghìn cha lao cúc mì khiên lao niên mì an văn này óc một văn kịp óc cao khâu thầy tăng cưng mừng tăng bàn bạc cả sau đây vi ti an bác quan sau đây bàn tăng lê ra nông an mà soi tha mơ tu khai phận công soi đường mở ba quan tu tỷ sập tỷ tỷ chân ai dù nung đội lâm sinh còn công ngư thua kỳ bàn phố năm mê nai thô công bàn phố cai mê cùn thô kỳ cùn nu bàn kinh nương hoa bổ u lên chân bốc nam á nhằng chín xa lại tu con nam soi dừng lại tạm soi xa cân tay kê sập tỷ tỷ sang sừng để chín nơi nàng xin nàng quân dâm bạch mà nàng hà nàng côn dâm xoay xa mưa bắc cả xếp khoăn bắc cân xếp sổ lục nam nhằng chín xa lại tu soi dừng lại tạm xoay xa cân say kê mùng cha lục cha pháp kinh thằng cha tân tay quan lậu tặng mạ tạo phục bồ lô tên chưng xoay xa mưa bắc cả sẽ toàn ba căn sẽ sổ lục nam nhẫn chín xa lại tu soi dừng lại tạm xoay xa cân say kê xâm trai cha chú cha nghiện cha thiên sinh thiên bao pháp dành sinh phai sinh ni sĩ sản cổ tan trục chính trung vân thầy kê vì cha thầy kê khi dùng kê quang về sinh trung pháp dùng pháp cùng về mía chân sinh dùng sinh bang phục thống pháp chi pháp tiên thiên công hà rinh vi sinh lý nghe tơ xen vi tình phương trong tam vì chỗ pháp biết câu vì chỗ thầy soi ta mưa bắc cả xét quan soi dương mưa bắc căn xét số lúc nam nhẫn chín xả lại tu con nam soi dương lại tam soi xả khẩn thầy kế chú hùng cha chú cha có thầy kế mê thầy luôn thầy mù chỗ thầy tạo thầy thiên thầy pháp năng a sa năng thiên năng tay quân dâm chết bên bên trời thầy kẻ tổ sư thanh sư pháp xưa chư vị bảng quan pháp thuật pháp tạo sáng pháp nguyên huyền lộc pháp vị huyền đơn linh thầy kẻ chú tạo minh chú pháp trung chú tạo lèn thầy kẻ ông tử trung thiên chủ công ung dị minh mạ tạo phục bồ lô thiên chương xong
tham vi cho pháp bết cầu vi cho tay sỏi tha mơ bác cả xét quan bác căn xét sổ lục nam nhân chính tả lai tua con nam sỏi dương khăn lai tả sỏi tha cân tay kê ông cha dương trang yên cha xâm cha Phật cha là cha di cha lâm cha đường cha tâm chấp tỷ phổ sau cúc tin tăng lục lộ thầy kế chấp tỷ tỷ phổ bên ăn ma lan cây ô ma cha hai cha đang chứng thế tập cha đang chủ thế thông cai cho nên cai biến thân thông cũng cho nên cũng biến phép soi tha mưa bắc cả xét khăn bắc căn xét sổ lục nam nhân chính xạ lai tu soi dừng lai tạm soi xa cân tây kê tu tạm tường quan soi dừng khai tu nhà tương ca tường văn quan tương phép tu lầm quan tu mốc soi tha khai ra tương ca xét quan tường căn xét sổ tường ca niệm thư thay ra lầm tường quan niệm thư kinh ti ra lao chi chay cay mà đã thu dòm bằng chi luông cày mắt nga dòm pot ba ca sầm dương bốc xét quân xét lộ lúc nam nhang chín xa lại tu soi dương lại tàn soi xa cân trắng hạ mê xa mà soi dương cân trắng lâu thăm mê soi xa cân cô chi là nhà soi dương cân cô xa là tạm soi xa cân ra tạm sập xin soi dương cân nụ xin ta màn lập mờ tân lô cùi tân mư xuôi nổ kim nam mơ sân nô ha kha mát bô căm pa đình giao khai mau bô căm tao liên sạch lập mơ sân xê chiếc tân mơ thích thị châu châu cân bao khai tu nốc tung khai xa bắc cả khai xa lịch xa kháng bác quan khai xa kháng xa kích khai khẩu tu may bên bác con mừng khai khẩu tu may bên bưng tí ông bác bị nà bị trong thư về lăng mi thì ngược trong phấn mi bên tan trong ngàn mi bạch mà nó nóc lùng bên xa bé cắt bài bệnh chung lúc nam đầy mà khâu sau mà bác ông của nam lấy lông thầu sau nó cả bác cả tên thu chập khẩu chưng bác quan tị phương lương cầu tạm lục nam lấy lấy xa mà không con an nam soi đầy hương mà cái phiếu này mà từng cái bác quan bài này mà từng nhà từng xem bác cả ba ca na công nga na bao nam nặng công tăng bao mòn lục nam bao minh thêm bao bao mơ thay chỗ họ nguyện hùng cha ít ninh nha bao mơ thay chỗ họ dừng cha nhị ninh bao mơ thay chỗ họ nghiền cha ít ninh thay chỗ thôn thì mơ bia bốc bà bình thay chung thôn an hiền mơ pha ba pha mà bia lấy lại lũng bao táp thay cung ở đây lại lên lại còn mưa tạp an thầy chỗ tì tóc tì bà cưng mừng tóc mừng ba tử lục nam báo minh thêm báo hồ thử con nọ chú cha ết ninh sơ lâu a mình ngon a thiếu bộ bay hảo quang mẹ sang quay bù qua mình ngon xeo binh mạ pháp lùng quan bầu quan bang chiếu lùng từng pháp kê chiếu binh mạ trắng hạ tổ thiên trăng lâu tổ phụ thái tì cầm ên tượng cha mưa thả tì cầm súng tướng ca ba ca tì tóc tì ba cưng mừng tóc mừng bia sư lúc nào mà bao minh thế mà bao hồ sư con nọ chú cha ít ninh sư lúc mình on thiếu bố bay hào quang về xăm quay bố qua mình on chiều bình mạ pháp lùng quan bao quan bằng chiếu lùng từng pháp kê tai bình nhà ma chăng ngã tổ thiên chăng lâu tổ phù ba ca tì tóc tì ba cưng mừng tóc mừng bia sư lùng an nam ba mi thêm ba hồ mi ấn họ tổ cha và tổ thế đang đang ít số bết ít áp ít tì lên khúc ba mình thêm ba hồ ổ đàm cha nhị đang hà sam phúc tì lên pi ông nghiệp cha sĩ đang đầy nam cha ít đang nhị thì khúc nên pi nhị đang đầy sức cầu pi nên khúc bao minh thêm bao hồ và mở mừng sắp chi mưa tam thủ công phu an ninh thì cho nếu lung đột bọn công thổ ký ban bố nằm về nai thổ công ban bố cai mê cùn thổ ký
bàn trên phiêu phiêu này tỳ khâu sân tổ tỳ bại này tỳ khâu tạm thổ công lục đàm âu tu khi chứng minh con năm sinh thổ công long chứng kiến sinh ngộ tay chào quân sinh cha sinh trao trợ đầm thấu đâm đi đầm chung chi thâu hổ a đàm cha ba đàm thế cục ổ chỗ thay đàm ơi khai tu trong phát ta canh cửa đổi bên nô độc lan lao khúc mi khiến lao niên tí mi hàn tu ra vô đầy xà tu ra vô đầy tròn khai tu trong phát thạc tranh cửa trọng khen mi bác lăng và mi cầm lăng mơ khai kê hồng cha biên phép mưu tu lương hộ thầm cha khai lô hồng thầy biên thân khao tu nha hồng thầy la khúc mẫn mi kiên lao niên mi hàn thu lớn họ ủng hộ đàm cha ba đam thế tận trời chúc khẩu thiên niên cao hạn và cả tình yêu xa bưng sai tô mà bưng ta tổ tiều tu lớn đàm cha mình phải cha chết đầy bình an sao đây này ao tân họ đàm cha ba đam thế họ mi ốc tổ cha ế đang bê tết pi lên khúc khúc khẩu thiên niên ti cao hạn nên mân tí mi hạn nhưng mi lục cha ba hoa hồ đàm trăng mi đang đang nhí sổ thảm tiếp ba bi tí a lên khúc cao cô ba tí khẩu khiến lao niên mân tí khẩu hoàn cho nó chữ họ đàm cha khúc khẩu khiến niên khẩu hoàn cha ti bay này mình ti tân na khúc mi kiên niên ti mi hạt nè đi vào nhá họ tô năm nay 81 tuổi này có hạn nhá người được mà thứ hai được 53 tuổi này phải tiếp cầu nối bạn mình năm nay vào nhá bây giờ thì chưa gì đâu nhá nhưng mà năm nay nó vào xung vào hạn á nhá can xương tổn mình thiệp cầu nối mệnh cho người 53 tuổi. Năm nay có hạn bảo sung can tài thế thân hình nhân thế mạng nhá. Bá nhá. Ừ. Đây là cái hạn của chồng này, hạn của bà này nhá. PCFP can tài thế thần phải là trải can tài thế thần này nhân thế mạng đi nhá. Sáng khẩu vân bưu sáng cư. Đây thế là thu vía lại cho bà thì mới được khỏe mạnh. Bà đấy. Tôi lên nó sắm trả đàn trả đàn cứ thế. Có làm sinh nhật không? Làm sinh nhật không làm được. Vẫn làm được, 81 tuổi làm được à, nhưng mà phải thu làm đi để thu vía. Kể cả mình làm được to thì mình làm, mình không làm to được mình tặng sang cũng được. Mà mình không tặng sang, mình làm xăm, làm âm đi. Vẫn làm được, cũng vẫn phải làm mà. Làm vào ngày để nhá. Làm cho nên thì mới được, mới gánh được nhá. Tối 26 ra 27 xa thì bay này thì tân là ngủ thì xa vẫn xảy tôi mà xa vẫn xa tôi tiệm nha đây hôm nay 10 ngày nữa 10 ngày ừ. Bây giờ vẫn bình an mọi người thôi không ai sao cả nhá. Vẫn được bình an nhà mà các thứ này tới bên mình đang xem ở cái nhà có làm đang ở chứ không phải xem ở cái nhà đang xây. Không, đây là xem nhà đang ở. Đây không xem cái nhà kia. Chưa phải của nhà mình, bên mình chỉ xem ở trong nhà mình nhá. Làm cho chân mình này tốt. Được cảm tiếp tục sẵn sàng là sẵn sàng. Có được mất cái gì không? Mất của không? Mất của nhá, mất
tiền, mất ít tiền nhưng mất một mất tiền mất của. Ừ. Của đi, của đi thay người rồi đấy nhá. Chị sẽ kiếm bởi vì trong à được 49 tuổi này nhá, thiếu lễ mẹ sinh công sinh mẹ mụ này, phải trả lễ đi này, trả lễ bà sinh nhá, trả về nhà vua nhà vàng đi đấy, trả vua nhà vàng đi. Bây giờ mình không trả được lễ nó đòi mấy năm mà mình không chịu trả đâu nhá. Được 49 tuổi này, trả lấy nhà vua nhà vàng đi thì mới được khỏe, mới được tỉnh. Không thì à, bây giờ cứ làm nhưng mà hay quên lắm đấy. Cứ nói xong lại quên. Cứ nói việc này lại làm việc kia là quên à. Đấy, bà sinh nó đòi lễ lâu rồi không chịu giả nó. Là giả về một bộ đại lễ đi nhá. Đại lễ cho bà sinh nhà vua nhà vàng đi. Đấy mà không xong với là mình cũng phải chạy à, hành nhân thế mạng. 49 tuổi nhá. Trả hình nhân thế mạng đi. Phải giải cái đấy đi mới được. Xong rồi giải hai con quan nữa. Bởi vì hai cái con quan vào cái người 49 tuổi này này là năm 2 năm rồi, nhưng mà năm nay ấy, nó vào hơi nặng hơn. Nó vào nhiều khi mình cứ thích nói rồi, mình hay nói lắm. Mình nói ý là mình cứ nói ra nó nhẹ người mà không nói được là nó ở mức mà không cần người ta nghe không kệ mẹ người ta, phải được nói mới được. Nói cho người ta, nói người ta không nghe mình nói cho người ta không nghe đâu, nhưng mà mình phải nói. Đấy, cứ nói ra khỏi mồm mới được. Bây giờ có hai con quan này nó về ám này, giải hai con quan cái đi mới được. Chạy đi thì mới nhẹ tâm, nhẹ căn, nhẹ người, dễ chịu. Không cứ ấm mạch ấy. Đấy, giải hai con quan của tuổi họ Nguyễn này nhá. 49 tuổi, chạy hai con quan này, rồi chạy hành nhân thế mạng cho tuổi 49 này này. Mà không cứ nói làm cái gì thì cứ nói ra rồi nói cho sướng mồm ra. Còn xong hàng tính. Đấy. Chân thì bị này. Bây giờ giải hạn đi cho cả nhà đi. Trải cả nhà đi đấy, 495381 nhá. Tân vô khổ đàn trải đang thị thị quý nhân tụ của cầu thiện nhân khảo án. Chân chứ không. Còn người con gái được 24 tuổi này, trải can mùng lùng đi. Trải quan mùng lùng đi nhá. Ít nói lắm. Không cần nói nhiều đâu, ít nói, bây giờ nói không nói mấy đâu, trải qua mùng lùng đi. Nhưng mà cái năm nay đây, bây giờ nó vào quan mà cứ trải can đi cho nó nhá, trải mùng lùng đi nhá. Bây giờ có người yêu đâu. Thế mới bảo kể cả đang học nhưng mà tuổi 24 rồi, không trẻ rồi. Đấy, nhưng mà chưa có gì đâu. Chưa. Cứ kệ, cứ ở thế thôi. Trải đi mới được. Trải mùng lùng đi. Để cứ bảo 24 rồi, bây giờ mình cũng trải quan đi cho này. Xong rồi là nối duyên này, nó mới kết duyên. Nó kết duyên 1-2 năm, nó ra trường rồi. Nó phải có cái duyên của nó mới lấy chồng chứ. Mình là cứ kể nó thế nào được. Trải đi 1-2 năm đi, nó tỉnh, nó mới kết duyên được. 24 rồi, không trẻ nữa đâu.
Đấy, mà cứ nó còn trẻ lên tới 3-40 thì sẽ già chết à. Đây, tôi 24 này, nhìn thấy Pi khai lặng đạo hả? Đấy, cái đứa này giải duyên ý, giải về về cây hoa đào. Không thì nó cứ ở như thế, như trẻ con, nó cứ chơi thôi, nó không nghĩ đến kết duyên, nó không nghĩ đến yêu, nó không nghĩ đến kết duyên nữa. Có không được, không có không được, không cần. Không cần gì đâu. Phải giải đi nó vài 1-2 năm nữa, nó có duyên, nó mới lấy được, không, không giải được, nó không lấy được. Mình cứ bảo nó từ từ, có phải dễ đâu. Nó vào cái cung đấy rồi nhá. Giải đi cho nó. Người ta thì ai người ta thích người ta mới lấy, mới yêu chứ. Không giải đến như thế không được. Sa như lan bó cá họ đàm cha ba đàm thề nhì đang đang nhì số. Chịp cầu bi lên cúc là cúc cầu kiện nên cầu hạn. Sa đi bay này, thằng cháu đưa hạ 19 tuổi nhá. Dân sao giải hạn. Trải quan tài thế thân hành nhân thế mạng cho 19 tuổi nhá. Trải can sư can tổn này. Cầu cúc được vì thằng 19 tuổi đấy nhá, không phải 17 đâu. Giải can sư ngộ quỷ đi cho thằng 19 tuổi nhá. Bởi vì trong cái dòng cái họ, cái anh em của họ Đàm này này, có người bị chết ngoài rồi. Là năm nay 19 tuổi nó hợp với là nó gặp là nó sẽ làm cho đau. Thế mình phải chạy đi. Chạy quan sưng ngộ quỷ đi, xong rồi chạy chạy cung tên đi, chạy quan sưng đi, chạy rồi tiếp cầu nối số cho nhá. Đàn bà này bận hết, nhà học bận hết, nhà học sưng. Quan sưng, xong rồi là phải nhớ. Đấy, xong rồi ghi vào, xong về nhớ thế này này. Thằng này ấy, năm nay nó có một cái hạn. Đúng ngày 11 tháng 11. Ngày 11 tháng 11 nhá. Không được đi ra ngoài, tối không được đi. Tối không, tối đêm này không được ra khỏi nhà. Bảo nó như thế à? Bởi vì là cái ngày đấy ấy, là cái quỷ xương này này, thằng này ra là nó bắt thì đi thế này, người ta đâm sang ngang, có phải mình bị nạn không? Bảo nó như thế nha. Giải rồi này, năm nay nó vào can mới khẩu can xương tổn mình. Thế nên mà nó lại vào ngày 11 tháng 11 cơ, nó mới đến. Bảo nó tránh những ngày đấy. Ngày hôm đấy không cho nó đi. Ngày đêm hôm đấy không cho đi. Bởi vì cái quan này ấy, nó lại ở trong cái nhà, trong mẹ mình có người chết ngoài, thì năm nay ấy, nó có cái hạn quan sưng là nó sẽ bị ảnh hưởng đấy. Mới bảo với cháu như thế là
tránh được cái ngày như thế nó dễ hơn. Đấy, một hai ngày thôi thì mình tránh đi mình được an toàn hơn, nhưng mà mình vẫn có lễ giải đi mà cũng vẫn giải đi thì nó sẽ nhẹ đi. Thì chẳng hạn có sơ dậy nhiều người này vừa giải được ba hôm đêm thứ ba, cái ca mát đâm vào ấy, người thì bay ra, cái xe chỉ máy hỏng thì chữa mất 1 triệu rồi. Mất 1 triệu điện xuống bảo ba ơi cháu vừa làm xe lễ chú với bà làm cho cháu được 3 ngày, hôm nay cháu lên trên kia thì là xe bị container đâm vào, mà cái xe cháu đi chữa 1 triệu nhưng mà người cháu không việc gì, bà may lắm. Đấy, chỉ cần làm những cái vấn đề đấy đi nhá. Đấy, làm lễ thì làm các thứ kia đi, dâng sao giải hạn đi, giải quan tài thế thân, trải hành nhân thế mạng, để xong rồi thiếp cầu nối số cho mọi người. Đấy, giải đi mới được. Mà bây giờ nó mình cũng không gánh được cho nó cũng không gánh được cho mình, bởi vì mình cũng 49, nó cũng 19, hai mẹ con này ạ. Không gánh. Không gánh được. Xa bưng tại tổ mà bưng ta tổ tèo, tổ lươn bộ mình bệnh cha chê vô đầy bình an. Về cái nhà mình đang ở cái ở đây này, nó có tà quỷ ở cùng như thế khó lắm. Cứ ở thì ở thôi. Đấy, chưa bao giờ phải đi khỏi thì mới ở được, mới thành công nhé. Vậy ở cùng nhau à, đấy là có tà có quỷ nó ở cùng nhé. Sa bay này tân nữ mới ở đây mình bệt cha chết đây bình an. Đây bây giờ mình có cái khóa lý lên như thế, thế thì về mua những cái nhà về giải hạn xong rồi mua đại lễ, được bộ đại lễ về làm. Quan tiến trước thì nâng, mà không nâng thì cũng giả được cái khóa lễ thì nó được bình an. Còn không giả được ấy, giả xong hồi đi nhá, họ hồi cho người 53 tuổi này này phải có 7 mũi tên về hồi, làm 7 mũi tên hồi cung tên. Không cứ đi thì đi thôi, nhưng mà cứ làm thì làm, nhưng mà không nói đâu, nhưng mà lúc nào cũng bị đau. Cái người 53 tuổi trả cho 7 mũi tên đi, trả về thiên đình đi cho đi nhá. Cứ ở thế này cứ đi thì đi, cứ làm thì làm, nhưng mà lúc nào cũng kêu, lúc nào cũng bảo bị hay bị đau, người nó không được khỏe, nó cứ đau ấy. Nhưng mà không phải đi viện đâu, thế thôi, nhưng mà nó hay đau vặt lắm. Đấy, có tên thiên đình về giả đi. Thiệt xả mà bây giờ 53 năm, bởi vì 53 tuổi này là con của ông của bà Cao Lan nhé. Trả cho bà sinh Cao Lan. Không, 53 tuổi cơ. Trả lễ bà sinh Cao Lan. Đấy, còn vợ thì trả cho nhà vua. Vợ
vào nhà vua nhà vàng ấy. Đấy. Trả lên nhà vua vàng đi nhá. Đấy. Con vua vàng ban xuống trần gian đi, đầu thai xuống trần gian đấy, khôn ngoan lịch sự, xong rồi nợ mãi không chịu trả bao giờ đâu. Nhiều bây giờ ông vua nó ghê tức ấy, nó làm cho người mình nhiều lúc đơ lắm. Ông vua nó bảo nó có chịu giả đâu, tôi cho xuống trần gian ở lâu rồi, sinh nam, sinh nữ đắt nữ, được bình được yên, được cũng được làm được ăn, nó có chịu giả. Nhiều khi tôi cho nó đơ, xong nhiều khi nó cứ giật đùng đùng, nó cứ thế này thế kia, tôi phải đẩy cho nó một trận được. Thế bây giờ mình giả đi thì mình nhận giả thì mình mua một con lợn, một cỗ long đình vàng ấy trả đi. Có lúc các bán hàng trôi ơi, chạy nhiều lắm, có lúc ngồi cả ngày vêu cái mồm lên nó bảo thế. Một bộ long đình vàng. Quyết thì trả màu xanh. Đây là vàng hẳn nhá, một cái long đình màu vàng nguyên nhá. Của bà làm lễ cho bà là một cái màu đỏ nhá. Quyết màu xanh ạ. Xanh. Nhưng mà của mình giả nhà vua này có long đình vàng này, xong rồi giả cho người ta một hòm vàng nữa, hòm bạc nữa, bảo người ta làm cho một hòm vàng hòm bạc để trả đi, thì mình mới có ngân có xuyến có tiền có của được. Làm thì nó mới lại đậu. Nó còn nợ mãi chả chịu giả gì. Khất nhiều quá. Đấy, xong giả đi ấy, để cho 49 tuổi này này, giả được cái khóa lễ đi. Giả nhà vua nhà vàng đi, xong rồi giả hoàng bạc đi. Đấy, xong rồi nó mới giải cho cái quan. Bây giờ 49 tuổi nha, từ năm 48, 49 tuổi này cứ khác ý mình làm nào mình làm thế, chả nghe ai, chả cần ai, xong cứ lẩm bẩm một mình ý, tính một mình riêng, không nghĩ cùng người nào đâu. Không nghe ai mà không tin ai mà không cần ai bảo thế, thích là làm. Xong nhiều lúc tính lúc nào tính cảm tưởng như là người mình như đơ, xong rồi không nghĩ ra gì ý. Khảo can giải cái con này nó khác mùng lùng can sung can bạ. Nếu mà người 49 này này không làm được cái lễ này lên, không giả được ấy nhá, càng lên tuổi cao nữa ấy, qua tuổi 49 được này, 50, 51 này, 52 này trở ra này là hơi dở người đấy, mất khảo mùng lùng bạ đấy, nó lại về cái dở về già, dở hơi về già, không giả được ấy, không giải được ấy, giờ hơi về già nhá, mùng lùng căn sung căn bả mà mất khẩu có quan bả với đi đấy, mấy tuổi nữa lên cao này nó mới giờ hơi này, bây giờ nó chưa phạt mấy mới thôi, nó nhiều người bị như thế mà khác đi đến khẩu căn sung căn bả. Từ năm nay 49 này, bây giờ mới được 49 tuổi nhá. Nếu như em không làm được này, cứ mỗi năm em phải làm, 1-2 năm em phải làm đi. Không làm ấy, từ 55 tuổi trở ra là kể cả đi đường em khắc tự cười. Cứ tùm tím ấy, người ta có biết mình, mất khẩu cán bà mày ạ. Đấy, cứ đi, cứ cười tùm, cười tím, nhau cứ chả buồn nói, ai hỏi cũng chả nhớ trong nói chuyện này. Người ta chưa nói mình lại nói, trong cứ khắc tùm tùm. Không, nó không phải bị điên đâu. Cái này nó không phải bị điên, nó vào cái quan bả thôi. Quan bả là nó vào cái đến năm, từ 55 đến trở đi ấy, nó lên là nó thành quan đần. Nó tinh tinh nó gọi là quan đần. Đấy, nó khắc đần đần ra ấy. Có khi bán đồ cho mẹ người ta xong lại còn cười với người ta, chả bảo lại không tính cái chỗ thôi. Được trả được lái bán cho vui thì cứ thế là chẳng hạn như thế, mất khẩu căn bản ấy. Đấy, mình giải đi để giả nợ đi, xong để nó tỉnh táo thế thôi nhá, bảo thế là về làm thế này đi hết đi là được. Má ca cha đây số đi à, bên bác quan cha đây khăn thì ra
đấy mình bây giờ cố gắng đi dâng sao giải hạn ấy, thì ai cũng có hạn nhá. Mà trong cái hạn trong nhà năm nay không biết rơi vào người nào thì mình nên giải hết đi, giải quan tài thế thân, giải hành nhân thế mạng đi nhá. Bây giờ 81 tuổi này, 53 này, 49, 19 đấy, làm đi không được để. Bây giờ nó có cái thứ kia rồi nha, tại vì ở trong nhà mình này có một cái điềm rồi, nó báo cho mình rồi. Đây xem ra nó có một cái điềm gờ gờ một tí, nó báo cho. Bây giờ mình xem chỉ nói thế thôi, thì mình cứ không cần phải nói ra mới được. Thì mình làm cái khóa lễ để mình giải đi, mình trừ tai qua nạn khỏi đi cho mình đấy. Ôi mà lòng cung cộn ba quan nổi bình lòng tu nhà bác cả trăng hạ đồ lũng trăng nâu lô quảng tu tạm vân vân khói chết thịnh bè quan na chi ôi mà tì lông sân tô tì ôi bình tì lông tạm tổ công ôi mà lòng a cổ lũng ngũ ban cô ngã nụ son mưa còi ai cai tu ôi mà lòng thầy kê đi sang sừng dễ xin nơi nàng xin nàng quân dâm cách mà không vào nữa đâu mà nàng nàng con dâm thầy kê mùng cha lộc cha pháp kinh thằng cha tân tài con đậu thằng mà tạo phục cô đô thiên chứng ngồi mà lòng thầy kê vì cha dâm cha lòng cha chú cha nghiền cha thiên sinh thiên bao pháp danh sinh phải sinh đi nhưng mà nếu mà ngày 20 tháng 6 này hôm nay là 16 nhá. Trong 4 ngày nữa em có một cái hạn. Ngày 20 này. Em đi đứng cẩn thận nhá. Mà người ta nói nhau mình không được can thiệp chuyện của người khác nhá. Ý người ta, việc của người ta là dính vào mình là nguy hiểm. Bất các thứ gì ngày, nhưng mà đúng ngày 20 đấy nhá. Thánh nhưng xin cho thôi, nhưng mà em với từ nay đến 4 ngày nữa em có một cái hạn nữa. Cả đi cả đứng cả làm cũng phải cẩn thận một tí, hoặc đi không được đi xa, không đi đâu. Sa tí bay này tí tân họ nghiện cha và nghiện gì. Nói ngông ná này, ngày hôm đấy em không được ở nhà mới, sang nhà mới em ở nhà cũ, ngủ nhà cũ, ở nhà cũ em không được. Bác cứ chạy xuống để xem cái nhà người ta xây như nào, hay cái vấn đề gì ấy, là tuyệt đối em không được đi. Em vẫn phải ngủ ở ngoài đấy để trông. Có cái 20, có cái gì mà trông? Em mua đồ và điện để... Bảo ai người ta ngày hôm đấy nói sơ sẩy này đấy nha. Thế rồi em đúng, cái ngày hôm đấy em đi ấy, em nằm ấy, có thằng điên hay con chó điên nó đi qua nó cắn thì làm mà. Mình là nói là cái trường hợp của mình hạn vào ngày 20 tháng 6 này này. Nói như thế con không hiểu à? Mình đã khỏe thế này thôi, nhưng mà cái ngày hôm nay nó vào hạn năng. Chẳng hạn đang đi này, đi ra đây mình tối mình khác đi lọ mọ, nhưng mà bây giờ nhiều những cái lằng nhằng kìa. Cái con điên nó đi ở ngoài đường kìa, nó cứ cầm cái giáo giáo kìa kìa. Chẳng may mình đi đến đấy thì gặp nó thì nó xiên cho mọi người biết được nào. Thứ nhất gặp con điên, thứ hai gặp chó điên. Chứ bên chẳng hạn như bọn nó đến nó đình gì nhắn trộm, nó thấy mình, nó tưởng mình, nó thấy phát hiện, nó đập cho mình một cái gọi. Bảo như thế vì mất một bao còn hơn là mất cái mạng của mình. Ngày 20 này này nhớ lấy đấy, không được đi đâu đấy. Ôi mà lòng thầy kê vi cha thầy kê ký dụng ký quang về thịnh trung pháp dung pháp dùng. Vì mi chân sinh dụng sinh phang. Nó mất cái gì, mất một cái gì đi thay người rồi đấy, thay một lần chó
Cái gì? Con chó. Con chó yêu ấy là nhiều. Là nó chạy ra này, nó chui qua cái ngõ, leo hố cổ rồi chết. Đấy là một cái điểm rồi đấy, báo cho mình. Cho nên là ngày 20 này là em phải thận trọng ở cái chỗ đấy. Tay hoài mà lòng thấy cái ông cha chú cha cốc thấy cái mẹ thấy luôn thấy mô chú thấy tạo thấy thiên thấy pháp đang xa nàng xin nàng tay con dâm chết bên bên rồi thấy cái tổ sư thanh sư pháp sư văn qua đa pháp tòa đa pháp tạo sáng nguyên linh lộc bi huyền đơn thấy kế chú tạo minh chú pháp chung là chú cha tạo đền thấy kế ông sự chung thiên chủ công dị minh mà tạo phúc bồ đô thiên chứng xong là sao mà bị chú pháp bê đa cầu vi chú thấy hoài mà lòng thấy kế ông ta lượng cha minh là cha xăm cha buôn cha lạ cha di cha năm cha lượng cha tâm chấp thị bộ sau cúc chính tăng lục lù sa ba ti ti bồ viên an ma lan cây ô ma cha hay cha đang chứng thế tháp cha đang trụ thế sông a khai chân nên a khai hội binh thầm công chân hết công ngoại mà xây kế ông cha cha khi cha đi cha hoa phong cha tu tạm vân vân danh bần quan a chi thế kỳ tu tạm tường quan tu nha tường cả tường vân quan tường phép tu lầm quan tu mốc hoi ma khâu thanh tạm tỷ biên nội binh khẩu thanh lung lê ra ba ca khâu màn bốc bao nam khâu trong ngương song ba bao mòn mỹ khâu bước lòng văn khâu tâm lòng sinh khay độ mừng ma tô vô năm ma thông nghề ba ca năng ma bốc tỷ biên năng song ngương song ba lê ra năng xin tôi ốc xin phù ba xin phá tôi ốc phá chứng công tìm nạn quan tôi nâng tìm nạn quan tôi nâng tìm từng món tôi quân. Cái điểm như thế là mình phải thận trọng. Bây giờ xin cũng khất cho rồi mọi thứ rồi nhưng mà mình thận trọng tất cả các công việc của mình thì nó hiện được. Đây nhiều khi mình không được chủ quan nhé. Đấy.